Chào mừng mọi người đến với kênh Siêu Cò. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi xem một căn khách sạn mini Phú Quốc Marina Square. Đây là căn có mã MP181 và là căn nằm trong giỏ hàng mua trực tiếp từ chủ đầu tư Beam Group. Vị trí là tại trung tâm của bãi trường, cách sân bay quốc tế 10 phút đi xe, đối diện khu nghỉ dưỡng Regent, và đi xuống biển, đi bộ chỉ khoảng 300m. Căn nhà này có diện tích đất là 110m², ngang 6.5, dài 17.5. Mẫu nhà này có 2 cửa và đây là một căn góc nên là sở hữu 3 mặt tiền. Căn nhà này xây dựng cao 7 tầng. Căn nhà này được bàn giao hoàn thiện nội thất dính tường ở phía bên trong và đã xây sẵn là 22 phòng ngủ hay là phòng khách sạn. Có đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là hệ thống điện, nước. Và đây là mặt tiền trước của căn nhà, là trục đường ô tô di chuyển vào được. Và phía bên đây là trục đường tỷ đô 68m, bãi trường. Do là căn góc nên căn nhà này sở hữu một cái khoảng không gian bên hông nhà rộng rãi. Thêm nữa là có các cái cửa sổ ở bên hông nhà và của phòng ngủ nên lại có thêm nhiều ánh sáng vào trong nhà. Đằng sau nhà là một khoảng sân rộng. Và phía trước mặt chúng ta đây là trục đường 24m đi xuống biển và khu nghỉ dưỡng Regent. Căn nhà này được sơn màu tím và đây là cái hình ảnh của từ phía sau của căn nhà. Căn nhà này đang được bán với mức giá là 16 tỷ, đã bao gồm VAT, thanh toán kéo dài 22 tháng, chỉ cần đóng 50% thôi đã được nhận bàn giao nhà rồi. Ngoài ra còn được vay ngân hàng trong 18 tháng với 0% lãi suất. Mọi người quan tâm vui lòng liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này.